Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của chị Giang. Hạ địch nhận hai trang bị à? Giờ khắc may rồi. Giáp của bệnh à? Ê, tươi phết nhỉ? Nhà có mỗi con rat anh em ơi. Đánh ông ta. Florium. Ui, rat kia. Thôi, không liều anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em sau sẽ thua nhé. Bye bye. A few moments later. Yellow anh em. Và để mình sau chuỗi thua và mình đang có mấy bạn như thế này. Có bạn Tu Blen khá là vui tươi. Mình muốn thấy bạn Tu Blen về. Đấy đi. Thử cho Phoenix cho nó carry thử xem carry được không nhá. Này cho Quillen lên Quillen 2 thì carry tốt hơn. Kích như không kích được hệ nào. Vui đấy. Ồ, sách thánh nè. Rất tươi mới anh em ơi. Rất tươi và mới. Cái si nhót nhỉ. Si nhót tạm đi nhá, giờ nó flo này hơn. AT. À. À, thêm một Phoenix cũng được. Trách thương. Thương đáy bên này. Ta bệnh trong floor đi. Thú nữa nhỉ. Đi tiếp thôi. Tiếp thôi chăng. Just for a while, die with a smile. Còn hai cái thánh nhỉ? Má cứ lấy đi. Em tự tin lấy cho tôi. Hai cái thánh. Ê, giòn giếc giếc này. Nhầm. Em tự tin lấy tôi hai phép thánh này đi. Con Yon này nhót. Đặc biệt Yon anh em ơi, chúng ta lại đánh thú trận này. Ôi ôi, chết rồi, sấy con này đến sáng mai rồi anh em ơi. Con này phải sấy đến sáng mai thật rồi. Ôi ôi, sấy sáng mai thật. Đèn thế gặp quả Gaia luôn. Truy hồn gì mà hai xích thánh này thì chết rồi, đánh gì nhở? Kẹp hotel à? Nhưng mình muốn kẹp Celica cơ, dạy mình muốn đánh Celica vãi, không hiểu tại sao. Để kẹp Celica được không? Đó, thì cái nào kẹp con Celica được không anh em? And I chết thương, một thương cùng người đáy kia. Ai à, má xin đôi.
Ghê gớm quá vậy. À, mấy cái thằng ám hoàng này nó cản chúng ghê quá anh em ơi. Chúng ta mấy con Noman 1 này nó không tanh đủ kịp để con 2 AT mình sấy. Gần con Noman 2 em ơi, mình chưa ra con Noman 2 nào. Con nào cũng hai tướng. Gần mấy bé Noman 2 anh em ơi. Ghi ra 2 trước à? Ghi ra 2 thử nè. Tự tin HT sẽ khỏe hơn con Vera thập sức thánh này. Rồi, đã xong vào này, cũng cho 3-4 thú này vào thôi. Ôi, lại con Gaia rồi. Lại một quýt sang năm mới giết được nó. Tự thua 3. Được. Chấp nhận. Nếu mà ra Noman 2 thì mình cứ giữ Noman lại nhé. Không ra Noman 2 thì mình sẽ ném thú à. Chiến thuật là vậy. That's the plan bro. That's the plan. Chắc bỏ cái ma này đi lấy thêm anh kia. Dù con Airy mình nghĩ không quan trọng lắm nữa. Rishi quan trọng hơn. Thương bắt đáy thôi. Không sao, Queen Chana. Queen Chana. Ninh. Học đại cũng ngon đó, nhưng mà cái này ngon hơn em ơi. Vera carry hơn đúng không? Vera đứng đây đi. Vera đứng trong góc đi. Làm gì làm em cứ sống đến sáng mai cho anh ơi. Làm quái gì điểm là. Xin. À, chữ thua 4, thua tiếp được, không sao đâu. Đầu một thương bên này này, thương bên này lên xiên này này. Chung lên xiên nào cũng chết thôi. Shall I compare these? Tiêu.
cần Yon nữa. Mới thắng một rồi à? Cầm máu nhỉ? Máu chút đi xem sao nhé. Crest này đứng đằng sau một chút nhé. Rồi má nó xiên mình. Cầm máu anh em lên 5 tà máu hấp hối rồi, đến lúc hấp hối rồi. Thế là PC không? Ba thương mình kìa anh em ơi, thoải mái. Mãi mà chơi đi. Ôi trôn trôn Việt Nam rồi. May cũng không trôn lắm anh em. Trôn vừa vừa. Chấp nhận được. Vả người khác à? Thế mình phải lên đập một con Malok sớm à? Chơi vả nhau lấy đồ này mình phải chơi kiểu cục cục phết một chút đó. Nó đùa này đi. Theo, đi cho theo ba đồ luôn đi. Theo ba đồ tím đét. Luôn thêm đi, Red 2 này. Nó chọn con teo này mà anh em có giáp bộ bệnh hay có một cái gai A, một cái đồ gì đó mà nó thủ được cho anh em ấy. Anh em chơi teo nó sẽ khá là ok, cái tâm. Chứ teo có đồ thủ đánh chật vật phết. May có giáp bộ bệnh. Mời con teo. Ô, thêm sớm nhỉ? Phải thêm không? Đập con thêm 2 chơi không? Để xem ra thẻ không nhá, ra thẻ mình đập thêm 2 chơi luôn nhá. Việc gì mà không chơi thêm đúng không? Đi tìm thêm Malok các thứ của C2 này. Có bạn này 9 ấy. Malok còn 10 con em ơi. Tìm thêm đi. Bạn này không được bỏ nhá. À mà Thane 2 nó không có đồ nhỉ? À có sách thánh, có sách thánh còn Vera ném cho nó. Phép nộ khá đẹp thì nhưng mà không choáng con nào. Một từng thẳng. À có thể ra thống khổ rồi hay sao ấy. Ra một thẻ ma tộc thẻ thú gì đó mình đập con Thane 2 luôn nhá. Tự tin luôn. Chứng nhận pháo thủ à? Thôi. Chứng nhận pháo thủ cũng tươi đấy, đừng đùa. Mà lốc 8 con.
Nào mình sẽ chơi hai đeo đi. Chơi hai đeo tốn hơn. Thời chưa có tướng. Hay là mình suy nghĩ á. Vera ghê, gần thấy vô đồng tàng nó đã tín lắm rồi. Đấy mình phải là một bạn ấy, thêm đồ đấy. Bất ngờ ấy nhở, sao mình may mắn gặp đúng bạn này nhỉ. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để sống sót anh em ơi, đợi em cho thì mình thêm đồ, thích hết. Chứ hai teo cũng được, hai teo, ui mình một teo à. Thôi lấy thêm hai con teo đi. Tội gì không chơi. Cái đồ gì đây? Vuốt hung tàn với là... ấy lại có Yon luôn à. Ê. Ê. Không phải là một ý tưởng tồi đâu các bạn ơi. Ồ má nó teo hai rồi. Vuốt hung tàn này mình không cần cho con tướng cho theo cũng được. Mình cho Crest. Yon à? Không được. Không được ấy chứ. Hơi ít tanh nha, hơi ít tanh em ơi. Sẽ cho con thêm vào rồi, không cho con teo bỏ đi rồi. Thêm 2. Eo 3, Yon 3, cái gì bây giờ nhỉ? Nhiều lựa chọn phết, Tuấn Hà Nội này đi rồi này, mặt lại bom KK kia lại thêm bí đồ này. Năng lực con gì đến 2 anh em ơi, rôn mãi nó không ra, chưa ra gì lắm. Đây này. Xem này xem thêm carry được không nhá, không mình lên thêm 2 vậy. Ôi, giò nhót đi không khác. Một bổ. Hơi yếu nhỉ, lên thêm 2 đi. Ấy mà mình cần thì có thẻ quái gì mà mình lên thêm 2 nhỉ. Lên 2 chỗ cũng lỏi mà có sống không ta. Mình chọn là có sống đến bao nhiêu chứ. Một lấy von cắt 2, một con von cắt 2, một con teo 3 gì đấy. Thế nào. Sau mình lên luôn này. Giữ à. Tìm von cắt nhé, và sau tìm von cắt luôn nhé. Không hợp thêm lắm. Này hơi kỳ kỳ mà cái đồ ok vậy. Đây à, cho con kia đi quét này cầm cho Yon hay cho Teo đi. Đi đổi cho thế cũng được, cho Teo ngon hơn. Tại nó không muốn chơi thêm trận này. Thêm trận này đồng nghĩa là mình 4 thú à? Hay thôi 4 thú nhỉ? Thêm đi. Ui, má nó bổ đeo điên hết.
Đam mềm con teo 3 là không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Theo 3 này, tôi sẽ theo 3 đi. Theo 3 nhé. Ê, bạn này mình vào thêm đồ này. Trận này chưa điêu ấy nhở? Mình chưa thua nhở? Cái trận này cảm giác mình phải thua được khoảng 15 ván rồi ấy. Mình phải thua từ lâu rồi ấy. Đang phải cho hai kết cho truy hồn ma lốc này nhỉ? Chôn Việt Nam thật sự. Ui, ăn choáng. Mang theo bắn mấy con này đến bao giờ nó mới chết hết mà anh em ơi. Máy quá chết rồi. Phuuu. 6 thú à. Thì mình bỏ con Chrissy đi à. Em con cát à. Ma Lốc không có đồ để nhảy mà. Ma Lốc đứng dưới à. Ve đứng dưới à. Được. Ô, mình cứ phá hết mọi người này. Nhưng nó không có đồ à. Ngại hết. Ngại hết, tưởng của đấy có đồ. Thêm roll thêm. Tìm con cá tí được không ta? Choáng đẹp kìa. Ma Lốc nhảy được này. Này có choi à? Tấp choi anh em ơi. Thôi mà cũng may quả này ra teo 3 thật, chứ không quả này không ra con teo 3 là mình cũng chật vật đấy. Với cái đội hình này phết. Đi rắc chưa ra, con cát chưa ra. Trận này mình rôn hơi lâu thật. Phát rôn được không? Tìm một con gì đâu. Sếp của tướng này hơi buồn cười nhá, mình bon cacan mình gặp rồi mà. Thên dòng thổi chéo góc này à. Ở sang góc bên kia nhá, đẩy đẩy nhá. Tôi sẽ sống được đến vòng bao nhiêu? Tôi cũng không biết nữa. Cứu tôi ơi. Ô, tao sao tưởng này, mày quá. Nhưng mà cũng chả thấy được con quái gì. Con cát xuống dưới đáy bên này đúng không? Ừ.
Gì nhỉ? Con khác không thấy đâu. Ai là đi rock này nhưng mà cái chỗ rồi. Ô, sao mình gặp bạn này rồi mà? Ấy dở phết nhở? Ê quả này dở vãi. Ô, mình không ngờ gặp bạn này ý. Ơ, chết rồi. Âm tưởng mình gặp bạn này xong rồi. Mình lú à? Mình bị lú rồi. Ủa mình gặp bạn quái không vào pha trước nhỉ? Mình phải gặp một bạn nào đó gần gần máu mà. Ơi trời ơi, lỗ quá. Lỗi quá. Ý là mình cao tâu với hai bạn kia thôi, mình quên mất bạn Vodka Fika này. Tại mình... chắc mình nhớ nhầm của đấy anh em ơi. Ôi tiếc nhỉ. Vẫn đang chơi ngon đấy, vẫn ok. Nhưng quả đấy mình nghĩ mình chết từ trước nhiều vòng rồi cơ. Mình nghĩ mình phải chết từ vòng 5, vòng 6 gì cơ. Dãy đấy cũng hơi sâu rồi. Tiếc quá. Hai thương của đấy. Chứ hai thương ai để có teo đấy được anh em. Chắc tới hai bạn kia thôi mà. Chắc mình nhớ nhầm rồi. Não chán rồi. À, vậy thôi em ơi, đến kết thúc rồi. Em thích cái chuyện hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.